Là đơn vị trung tâm của huyện Kim Sơn nên công tác quản lý trật tự đô thị luôn được thị trấn Phát Diệm tập trung thực hiện. Trọng tâm là cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng diện mạo đô thị theo hướng khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp. Để lập lại trật tự đô thị, triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm của Đảng ủy thị trấn là đoàn kết, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, chỉnh trang hạ tầng đô thị, Phát Diệm đã xây dựng kế hoạch với nhiệm vụ giải pháp cụ thể, phân công ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành phụ trách từng địa bàn dân cư để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện. Đồng thời phát huy vai trò của 8 tổ bảo vệ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ, giữ gìn môi trường sống. Thường xuyên các tổ duy trì tuần tra bảo vệ trật tự an ninh trong từng khu phố và cùng với lực lượng công an đi kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên trong tháng và trong tuần, không để môi trường cảnh quan đô thị bị ảnh hưởng. Khu vực chợ Nam Dân nếu như trước đây còn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, làm nơi kinh doanh buôn bán, hạ tầng giao thông chưa được đầu tư, thì nay đã khoác lên mình một diện mạo mới khang trang. Đường giải nhựa áp phan rộng rãi, vỉa hè được trồng cây, đặt chậu hoa. Không những gia đình chúng tôi và tất cả gia đình cũng đều chấp hành rất là tốt, đảm bảo đúng cái vạch kẻ vôi này để buôn bán đảm bảo trật tự. Vệ sinh môi trường là xanh sạch đẹp. Các gia đình và bản thân chúng tôi cũng tự giác ra thu dọn, quét gọn để trước tiên là đẹp cho mình, sau cho đẹp xã hội. Cùng với công tác tuyên truyền, Phát Diệm đã tổ chức cho nhân dân ký cam kết về đảm bảo trật tự, văn minh đô thị và vệ sinh môi trường. Tại các khu vực trung tâm, tổ chức khảo sát, xác định vỉa hè cho người đi bộ, kẻ vạch sơn chỉ dẫn nơi dừng đỗ xe, xây dựng các mô hình, nhóm tự quản về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm. Chúng tôi tập trung là huy động các nguồn lực, rồi là tranh thủ cái sự ủng hộ của cấp trên, cái sự hỗ trợ của các cái đơn vị trên địa bàn và cái nội lực của thị trấn, thì chúng tôi quyết tâm là sẽ tiếp tục chỉnh trang hạ tầng đô thị và tập trung vào các cái công trình đường xá cũng như là các cái công trình về giáo dục và y tế. Hàng tháng thì chúng tôi có duy trì cái vệ sinh ngày 27 hàng tháng. Vào các cái ngày thứ bảy và chủ nhật thì các phố đồng loạt ra quân để tổng vệ sinh môi trường và giữ cái vệ sinh cảnh quan trên địa bàn thị trấn. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân, diện mạo đô thị của Phát Diệm ngày càng xanh, sạch đẹp, đáp ứng tiêu chí đô thị văn minh, góp phần quan trọng xây dựng huyện Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.